Nga cáo buộc phương Tây lợi dụng đàm phán để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ukraine tuyên bố bắn rơi UAV đắt tiền nhất của Nga tại Biển Đen. Binh sĩ Nga chê thiết giáp của Đức sau khi lái thử. Nga tung video pháo binh nã đạn vào điểm nóng Chasovia. Tổng thống Zelensky tổ chức cuộc họp đặc biệt về việc hợp tác với NATO. Xin kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 2 tháng 4, giới chức Nga đã lên tiếng cáo buộc các nước phương Tây lợi dụng đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Sputnik, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna, Áo, ông Konstantin Gavrilov nói rằng phương Tây sẽ sử dụng các cuộc đàm phán được lên kế hoạch giữa Moscow và Kiev để cung cấp vũ khí cho Ukraine và tập hợp lại lực lượng của mình. Ông Gavrilov nhấn mạnh, ngay cả khi chúng ta tưởng tượng ra khả năng giả định về việc nối lại các cuộc đàm phán, thì rõ ràng là những nước ủng hộ Kiev sẽ sử dụng chúng để cho các lực lượng vũ trang Ukraine có thời gian nghỉ ngơi, trang bị vũ khí cho họ và hoàn tất việc tập hợp lại quân đội. Ông Gavrilov nói thêm, việc lặp lại kịch bản xuất hiện sau cuộc đàm phán tháng 3 năm 2022 tại Istanbul khi lực lượng vũ trang Ukraine có thời gian nghỉ ngơi là điều không thể chấp nhận được đối với Nga. Ông cho biết, chúng tôi đã từng chứng kiến và hứng chịu điều này sau cuộc đàm phán ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022 và việc lặp lại một kịch bản như vậy là không thể chấp nhận được. Do đó, theo nhà ngoại giao Nga, tương lai cuộc xung đột Ukraine phải được quyết định trên chiến trường. Ông nói, tương lai của cuộc xung đột Ukraine đang được quyết định trên chiến trường, nơi quân đội của chúng tôi nắm quyền chủ động dọc toàn bộ chiến tuyến. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cho biết Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Ukraine đầu hàng. Ông đã bác khả năng hòa đàm với chính quyền Ukraine hiện nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Medvedev nhấn mạnh, bất cứ chính quyền tương lai nào của Ukraine muốn đàm phán với Nga cần phải công nhận tình hình trên thực địa. Ông Medvedev gọi chính quyền hiện tại của Ukraine là mối đe dọa lớn với các chính sách chống Nga. Ông cũng cho rằng Ukraine đã rơi vào bẫy do Mỹ và các đồng minh đặt ra là biến Kiev thành vũ khí để chống lại Nga. Ông Medvedev cho biết Nga không quan tâm đến việc chinh phục lãnh thổ. Ông khẳng định Ukraine có tài nguyên thiên nhiên dồi dào thì Nga cũng có rất nhiều. Theo ông, người Ukraine đã trở nên bối rối trước sự tuyên truyền của phương Tây, nhưng cốt lõi của họ là họ có giá trị và lối sống giống người Nga. Hòa đàm giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ kể từ tháng 3 năm 2022. Nga cáo buộc phương Tây gây sức ép, khiến Kiev rút khỏi đàm phán vào phút chót, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow vẫn để ngỏ đàm phán với Ukraine, song Kiev không có thiện chí khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. Do vậy, để nối lại hòa đàm, Kiev trước tiên phải hủy bỏ sắc lệnh đó và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Moscow cảnh báo, Kiev càng chậm trễ nối lại đàm phán, các điều kiện sau này sẽ càng khó khăn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố, mọi cuộc hòa đàm với Nga nếu diễn ra đều phải dựa trên cơ sở công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine, hay nói cách khác, phải dựa vào điều khoản mà Kiev đưa ra. Truyền thông Nga mới đây cho hay, quân đội nước này đã hoàn tất việc sửa chữa và lái thử nghiệm chiến Samader thu được từ phía Ukraine. Kênh quân sự Zvezda TV dẫn lời các binh sĩ Nga cho biết, các chiến Samader trên được họ thu giữ ở khu vực tiền tuyến gần thành phố Avdiivka và việc đưa nó về hậu phương không hề dễ dàng. Một kỹ sư Nga nói, trước tiên, các binh sĩ phải tiến hành việc trinh sát khu vực để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sau đó, cỗ xe mới được sơ tán. Chúng tôi đã thay thế những bộ phận bị hỏng ở hệ thống nhiên liệu và hệ thống làm mát và sửa chữa bộ tản nhiệt. Một kỹ sư khác nhận xét, chiếc xe khá nặng và không phù hợp với điều kiện tác chiến ở Ukraine. Kỹ sư Nga cho biết thêm, xích xe được bọc đệm cao su dường như để chạy trên đường dải nhựa, nền đất cứng hoặc khu vực nhiều cát. Tuy nhiên, nó cơ động rất kém trong điều kiện bùn lầy. Chúng tôi đã thử nghiệm và nhận thấy khả năng di chuyển bằng đồng của nó rất hạn chế. Trước đó, hôm 26 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập Cận vệ số 1 của Cánh quân Nam đã lần đầu tịch thu được xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 từ tiền tuyến trên hướng Avdiivka. Họ cho biết thiết giáp này xa lầy khi chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái Ukraine phải bỏ xe và rút về tuần sau. Marder là xe chiến đấu bộ binh được Tây Đức biên chế từ năm 1971 và vẫn còn được quân đội Đức sử dụng. Có mức giá xuất xưởng $300.000 mỗi chiếc vào năm 1975,
tương đương hơn 1,7 triệu đô la Mỹ hiện nay. Mỗi xe có tổ lái 3 người và chở được thêm 6 đến 7 lính bộ binh, được trang bị pháo tự động MK20 RH202 cỡ nòng 20mm với 1.250 viên đạn và tên lửa chống tăng Milan. Marder 1A3 là phiên bản nâng cấp ra đời trong giai đoạn 1988-1998, được bổ sung nhiều khối giáp để tăng khả năng sống sót trên chiến trường cùng thêm nhiều cải tiến khác. Tính đến hết năm 2023, Đức đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3. Tất cả được rút từ kho dự trữ của quân đội Đức và tập đoàn quốc phòng Hemetan. Thống kê nguồn mở cho thấy ít nhất 4 xe đã bị phá hủy, 2 hư hại và 4 chiếc bị tổ lái bỏ lại trong quá trình tham chiến tại Ukraine. Mới đây, nhà bình luận người Nga về xung đột Ukraine nổi tiếng trên mạng xã hội, ông Sviatoslav Gulikov tiết lộ khoảng 70% thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ góc nhìn thứ nhất UAV-FPV nước này ở mặt trận Avdiivka không thể đến gần mục tiêu do bị chính tác chiến điện tử Nga gây nhiễu. Nhà bình luận này cho hay một binh sĩ đang tác chiến ở mặt trận Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk đã phản nàn về tình trạng thiếu phối hợp tác chiến giữa các đơn vị vận hành UAV-FPV và lực lượng tác chiến điện tử Nga. Binh sĩ này nói rằng tại Avdiivka, khoảng 30% UAV-FPV không thể tới được khu vực tập kích. Số còn lại rơi ở phía sau làng Lastokino ở phía tây Avdiivka hoặc ngay khi cất cánh. Chúng bị chính lực lượng tác chiến điện tử Nga phá hủy. Các binh sĩ Nga vận hành UAV phải dựa vào quan hệ cá nhân để tìm hiểu xem đơn vị nào đã kích hoạt thiết bị gây nhiễu và yêu cầu họ tắt nó trước khi triển khai UAV-FPV. Người này cho hay, vấn đề là chúng tôi có thể tìm ra đó là lực lượng nào hay không. Nguồn tin cũng cho biết, họ đã đề xuất thành lập một trung tâm điều phối hoạt động giữa máy bay không người lái UAV và tác chiến điện tử để giảm thiểu tình trạng trên, song chưa được đáp ứng. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Một blogger quân sự thân Moscow cho biết, các đơn vị vận hành UAV của Ukraine đã áp dụng một số biện pháp nhằm đối phó với thiết bị gây nhiễu của Nga, khiến lực lượng này gặp vấn đề lớn trên tiền tuyến. Blogger này nói, đối phương đã thay đổi tần số hoạt động của UAV, đồng thời đặt hàng các nhà máy nước ngoài để sản xuất loạt UAV với thông số mới. Tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể đánh chặn được chúng. Một số nguồn tin Ukraine cho biết, lực lượng Nga cũng đã chỉnh sửa UAV để hoạt động trên các tần số khác với tác chiến điện tử đối phương, đặc biệt là các loại thiết bị gây nhiễu cầm tay. Song song với việc cải thiện năng lực đánh chặn UAV, Nga và Ukraine cũng đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất loại khí tài này. Hồi tháng 3 năm nay, Thứ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Hanna Hadvoria cho biết khoảng 200 công ty nước này đang tham gia chế tạo drone, với sản lượng tối đa 150.000 chiếc mỗi tháng. Bà Hanna Hadvoria cũng bày tỏ tin tưởng Ukraine sẽ sản xuất được 2 triệu drone trong năm nay, tăng gấp đôi mục tiêu mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đặt ra cuối năm 2023. UAV-FPV là khí tài phổ biến bậc nhất hiện nay ở chiến trường Ukraine, do có giá thành rẻ, dễ sản xuất và có thể phá hủy các dòng xe tăng, thiết giáp giá đắt hàng nghìn lần nếu đánh trúng vào các vị trí hiểm yếu trên xe. Tác chiến điện tử được cho là phương pháp hữu hiệu để đối phó với UAV-FPV bởi có khả năng gây nhiễu tín hiệu vệ tinh truyền tới loại khí tài này, khiến nó bay sai hướng hoặc lập tức rơi xuống đất. Ngày 1 tháng 4, phát ngôn viên không quân Ukraine Ilya Javlat tuyên bố lực lượng Kiev đã bắn rơi UAV Fokker của Moscow tại Biển Đen, tiết lộ đây là một trong những dòng UAV đắt nhất của đối phương. Đề cập tới máy bay không người lái Fokker của Nga, phát ngôn viên không quân Ukraine Ilya Javlat cho biết, không quân Ukraine hôm nay đã hạ một mục tiêu khá tốt. Chúng tôi không thường bắn rơi những mục tiêu như vậy. Ông Javlat nhận định, đây là một trong những dòng UAV đắt nhất của Moscow, có giá lên đến 7 triệu đô la Mỹ. UAV này có kích thước khá lớn và có hình dạng tương tự dòng Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ. UAV này có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát và được trang bị thêm vũ khí chiến đấu như 2 quả tên lửa để tiến hành tập kích mục tiêu trên mặt đất. Ông thông tin, chiếc UAV bị phòng không Odessa bắn hạ ở Biển Đen. Tuy nhiên, vị phát ngôn viên không tiết lộ cụ thể lực lượng Ukraine đã sử dụng khí tài nào để đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Tuy nhiên, cũng trong ngày 1 tháng 4, cơ quan này thông báo họ đã đánh chặn 6 UAV của Ukraine khi đang tiến vào lãnh thổ Nga, song không tiết lộ chủng loại của những UAV này. Tình trường Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho hay, lực lượng phòng thủ ở khu vực đã hạ gục 19 mục tiêu trên không xuất phát từ Ukraine, nhưng các cuộc tấn công của đối phương đã khiến 10 người ở tỉnh này bị thương. Theo các tài liệu quân sự, UAV Fokker được mô tả là một loại UAV tầm xa được Nga sản xuất, dựa theo giấy phép dựa trên mẫu Sichuan-2 do Israel phát triển. Máy bay có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, do thám, xác định mục tiêu và điều chỉnh pháo binh, cũng như đánh giá thiệt hại của đối phương sau trận đánh. Mỗi chiếc Fokker có chiều dài lên tới gần 6 mét, sải cánh hơn 8 mét, có thể đạt độ cao tối đa 5 km,
tầm hoạt động khoảng 450 km và bay liên tục trong 16 đến 18 giờ. Phiên bản vũ trang của Fopot có thể mang được các loại đạn hạng nhẹ như tên lửa chống tăng X BPLA dựa trên dòng Hornady với tầm bắn 8 km và khả năng xuyên thủng giáp thép cán đồng nhất dài 1.300 mm, hoặc bom dẫn đường KAB-20 chứa 7 kg thuốc nổ. Cũng trong ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine Natalia Humeniuk cho hay, quân đội Nga gần đây triển khai nhiều UAV hơn, đặc biệt là dòng trinh sát, nhằm bù đắp việc thiếu hụt thông tin sau khi tổn thất hai máy cảnh báo sớm A-50U từ đầu năm. Bà nhấn mạnh, trong 24 giờ qua, chúng tôi đã phát hiện hơn 200 UAV trinh sát ở khu vực mình chịu trách nhiệm, từ tỉnh Odessa tới tỉnh Zaporizhia. Hôm nay thì ít hơn một chút, song đối phương vẫn đang tiếp tục tiến hành hoạt động trinh sát. Rõ ràng là họ cần phải bù đắp cho việc mất hai chiếc A-50. Quan chức Ukraine nhận định, Nga đang tăng cường hoạt động trinh sát nhằm chuẩn bị cho các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ của nước này. Gần đây, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng của Ukraine. Không quân Ukraine cho biết, Nga đã triển khai 60 UAV và 39 tên lửa để tấn công vào các cơ sở trong lĩnh vực năng lượng của họ. Trong đó, có 84 quả đạn bị đánh chặn. Cuộc tấn công này đã gây hư hại nặng nề cho nhiều nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện của Ukraine. Moscow tuyên bố đây là động thái trả đũa sau các vụ pháo kích và xâm nhập biên giới gần đây của Kiev. Trong khi các chuyên gia đánh giá rằng Nga muốn tận dụng tình hình thiếu hụt vũ khí và đạn dược của Ukraine để tấn công và phá hỏng hạ tầng năng lượng của họ. Ngày 1 tháng 4, Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã ra chỉ thị cho chính phủ Nga phải đảm bảo rằng nước này sẽ lọt vào top 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo Tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2030. Ông Putin nói, với sự tham gia của các cơ quan ban ngành, chính phủ phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo nước Nga sẽ trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới về Tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2030. Chỉ thị của ông Putin nhấn mạnh, chính phủ Nga cần phải báo cáo về tiến độ cuộc đua để đạt được mục tiêu trên trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã được chỉ định chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu này. Đặc biệt, Tổng thống Putin đã yêu cầu chính phủ Nga nâng mức tổng giá trị gia tăng trong ngành sản xuất lên ít nhất 40% so với năm 2022 vào năm 2030. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng muốn giảm tỷ trọng nhập khẩu trong GDP xuống còn 17% và tăng xuất khẩu năng lượng lên ít nhất 2/3 lượng xuất khẩu hiện tại. Báo Vedomosti trích dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Nga Rostat cuối năm 2023 cho biết, Nga đã đứng thứ 5 trong số các nước thuộc nhóm các nền kinh tế lớn G20 về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga đã tăng 3,6% so với năm 2022, xếp vị trí thứ nhất và thứ hai lần lượt là Ấn Độ với mức tăng 7,3% và Trung Quốc 5,2%. Trong tháng 2 vừa qua, phát ngôn viên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Julia Kozak đã chỉ ra rằng nền kinh tế của Nga vẫn đang phát triển mạnh mẽ, bất chấp việc phương Tây đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với nước này. Bà Kozak nhấn mạnh, Nga đang tập trung vào lĩnh vực quân sự, điều này đang thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và tạo ra tác động tích cực đến mức chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Trước đó, Phó Tổng Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF Gita Gopinath đánh giá rằng nền kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến. Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS, hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Putin tuyên bố tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2023 cao hơn mức trung bình của thế giới. Ông Putin tuyên bố tăng trưởng kinh tế năm ngoái hóa ra lại cao hơn dự báo. GDP của Nga tăng khoảng 3,5-3,6% và con số này là cao hơn mức trung bình của thế giới. Theo đó, mức tăng trung bình của các nền kinh tế trên thế giới là 3% và mức tăng trung bình của các nền kinh tế tại các nước đang phát triển là 1,5%. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ngành sản xuất công nghiệp năm 2023 đã tăng 3,5%, trong khi các ngành sản xuất khác cũng tăng thêm 7,5%. Sau khi các công ty lớn của phương Tây rời đi, các công ty Ấn Độ đang thâm nhập vào thị trường Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với RT, Chủ tịch tập đoàn dược phẩm Rus Biopharm có trụ sở tại Moscow, ông Satyakam Punia nhận định các công ty dược phẩm Ấn Độ đã tăng cường hiện diện ở Nga sau khi các đối thủ phương Tây rút khỏi thị trường do các lệnh trừng phạt Nga. Ấn Độ đã lấp đầy khoảng trống mà các công ty phương Tây từng thống trị trước đây để lại và trở thành nhà cung cấp dược phẩm lớn nhất của Nga vào năm ngoái. Doanh nhân Ấn Độ chia sẻ, nhờ mối quan hệ nồng ấm giữa Ấn Độ và Nga, tôi chắc chắn rằng các công ty dược phẩm Ấn Độ hoạt động tốt ở Nga. Cơ sở sản xuất của tập đoàn Rus Biopharm được đặt tại đặc khu kinh tế ở thành phố Dubna gần Moscow. Ông Punia cho biết, trong 2 năm qua kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ và áp lực trừng phạt đối với các doanh nghiệp tăng cao, Ấn Độ đã bắt đầu cung cấp cho Nga một loạt nguyên liệu thô để sản xuất thuốc, thay thế các nhà cung cấp phương Tây trước đây từng chiếm ưu thế trên thị trường Nga.
Ông Punia cũng nhấn mạnh, Nga sẽ có được lợi ích về giá cho các loại thuốc sản xuất trong nước nếu nhập thêm nguyên liệu thô từ Ấn Độ. Ông Punia đánh giá, thuốc sẽ rẻ hơn, có nghĩa là thuốc dễ tiếp cận hơn đối với người dân bình thường, đó là lợi ích lớn. Doanh nhân Punia nhận định, việc Ấn Độ ngày càng thâm nhập vào thị trường Nga là cơ hội lớn cho quốc gia Nam Á này. Ông Punia cho biết, khoảng 15 đến 20 công ty dược phẩm Ấn Độ đã hoạt động tại Nga, mặc dù chỉ một số ít trong số đó thành lập các đơn vị sản xuất tại nước này. Ấn Độ gần đây đã thay thế Đức để trở thành nhà cung cấp thuốc hàng đầu cho Nga. Các nhà sản xuất Ấn Độ đã tăng xuất khẩu thêm 3% vào năm ngoái, giao gần 294 triệu gói thuốc sang Nga. Theo thông tin từ RBK dẫn dữ liệu từ công ty tư vấn INC Pharma, Đức từng là nhà cung cấp hàng đầu của Nga vào năm 2021 và 2022. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng phòng thí nghiệm Oxford có trụ sở tại Mumbai là một trong những nhà cung cấp hàng đầu cho Nga vào năm ngoái, với mức xuất khẩu tăng 67% lên 4,8 triệu gói hàng. Nhiều công ty dược phẩm phương Tây đã quyết định đình chỉ các công việc không thiết yếu và đầu tư vào Nga do xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất dược phẩm quan trọng trên toàn cầu như Eli Lilly, Bayer, Pfizer, MSD và Novartis cũng đã tạm ngừng các thử nghiệm lâm sàng mới ở Nga. Ông Punia nói, thật thú vị, việc chăm sóc sức khỏe không bị trừng phạt, nhưng bằng cách nào đó, hãng dược phẩm lớn có thể không chính thức đang chịu áp lực phải ngừng đầu tư vào Nga và ngừng cung cấp các loại thuốc quan trọng. Ông Punia mô tả tình huống này là sai về mặt đạo đức và khẳng định rằng các công ty dược phẩm lớn đang đánh mất một thị trường quan trọng và do đó tự hủy hoại chính mình. Trước đó, theo tính toán của Reuters, dựa trên báo cáo từ các công ty cho biết, làn sóng rời Nga sau chiến sự Ukraine khiến các doanh nghiệp ngoại mất hơn 107 tỷ đô la Mỹ cả về doanh thu lẫn giá trị tài sản. So với tháng 8 năm 2023, thiệt hại này đã tăng 30%. Chuyên gia Ian Massey, người phụ trách khu vực châu Âu, châu Phi và Trung Đông tại hãng tư vấn rủi ro toàn cầu SRM cho biết, khi chiến sự Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn và phương Tây ngày càng siết trừng phạt với Moscow, các doanh nghiệp rời Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, họ sẽ phải chấp nhận thiệt hại lớn hơn. Chuyên gia Massey nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã áp dụng nhiều chính sách nhằm độc lập khỏi phương Tây, trong đó có việc xung công nhiều tài sản của doanh nghiệp. Moscow yêu cầu các doanh nghiệp ngoại bán tài sản ở Nga phải giảm giá ít nhất 50%. Nga cũng đang siết dần quy định với các công ty muốn rút khỏi đây. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 1.000 công ty đã rời Nga. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Belarus với các nước láng giềng phương Tây và Ukraine đang rạn nứt trong vài năm qua, ngày 2 tháng 4, Belarus đã bắt đầu triển khai các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU là Litva và Ba Lan. Theo thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài 3 ngày và diễn ra tại hai khu vực Gomel và Grodno. Mục tiêu của cuộc tập trận là để huấn luyện các sĩ quan và binh sĩ về phòng thủ khu vực, bao gồm cách thức bảo vệ các khu vực tương ứng của họ và cách thức hành động trong trường hợp thiết quân luật được ban hành. Hiện nay, Ukraine đang phụ thuộc vào viện trợ tài chính từ các nước phương Tây, nhưng sự hỗ trợ từ nước ngoài đang giảm dần trong những tháng gần đây, đặc biệt là khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vẫn bị đình trệ tại Quốc hội. Mới đây, một quan chức của Ngân hàng Thế giới WB chia sẻ với hãng tin TASS rằng Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ phá sản sớm nhất là vào năm 2025 nếu không có các biện pháp xóa nợ hoặc cơ cấu lại nợ. Quan chức này cũng đã nhấn mạnh về khoản tài trợ mới nhất trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ mà Kiev đã nhận được trong tuần trước theo chương trình của Ngân hàng Thế giới. Theo nguồn tin này, đại diện của Nga tại Ngân hàng Thế giới đã bỏ phiếu phản đối khoản vay với lý do là vi phạm điều lệ của WB. Vị quan chức WB cho biết, dự thảo tài liệu về việc phân bổ vốn công khai chỉ ra tình trạng thảm khốc của nền tài chính công Ukraine do suy thoái kinh tế và cắt giảm viện trợ nước ngoài. Ông nhận định, nếu vào năm 2025, các chủ nợ phương Tây từ chối xóa các khoản nợ của Kiev, bao gồm cả các khoản nợ của các công ty tư nhân và ngân hàng, đất nước này có thể đối mặt với nguy cơ phá sản. Quan chức cũng cho biết ban quản lý cấp cao của Ngân hàng Thế giới đã thừa nhận rủi ro cực kỳ cao khi hợp tác với Ukraine và cho biết, tương tự như các giao dịch trước đó, WB không cung cấp vốn riêng cho Kiev. Nguồn tin cho biết, trong đợt mới nhất, Ngân hàng Thế giới đã một lần nữa tận dụng sự bảo lãnh từ hai nhà tài trợ của Ukraine là Nhật Bản và Anh. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho hay, khoản vay này sẽ được sử dụng cho các nhu cầu xã hội và nhân đạo cũng như cho việc tái thiết. Chính phủ Ukraine dự đoán mức thâm hụt ngân sách kỷ lục là 43,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và có kế hoạch bù đắp phần lớn khoản thâm hụt này bằng viện trợ tài chính từ các nước phương Tây. Năm ngoái, cựu thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã lập luận rằng cuộc khủng hoảng kinh tế ở Ukraine đã bắt đầu từ lâu và tình trạng phá sản của nước này đã được ghi nhận. Ông Azarov nhấn mạnh,
tình trạng vỡ nợ của Ukraine thể hiện ở việc nước này không có khả năng tài trợ cho ngân sách của mình vì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây. Truyền thông Nga mới đây đưa tin một máy bay vận tải hạng nặng Antonov An 124 Ruslan đã được chuyển đến cơ sở sửa chữa máy bay Aviasta tại sân bay Ulyanov Vostochny để phục hồi và hiện đại hóa, trong một nỗ lực để đưa máy bay này trở lại tình trạng có thể sử dụng được. Các nhà quan sát quân sự nhận định, quá trình đưa chiếc An 124 trở lại trạng thái hoạt động đòi hỏi những nỗ lực đáng kể về hậu cần và kỹ thuật do kích thước của máy bay khá lớn và đã ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Sau gần 25 năm loại biển, quyết định đại tu chiếc Antonov An 124 được đưa ra phù hợp với nhu cầu hoạt động của quân đội Nga trong bối cảnh thách thức về trang thiết bị quân sự và hậu cần hiện nay của đất nước. Dự án khôi phục không chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật để máy bay có thể bay trở lại, mà còn xem xét vai trò và ứng dụng tiềm năng của nó trong lĩnh vực quân sự và thương mại trong tương lai. Khả năng vận chuyển hàng hóa và hàng không chiến lược của An 124 được coi là giải pháp phù hợp để xử lý các vấn đề hậu cần như nhiên liệu, đạn dược, phụ tùng thay thế và các vật liệu khác, đồng thời đưa chúng đến các đơn vị tác chiến một cách nhanh chóng và hiệu quả. An 124 là loại máy bay được phòng thiết kế Antonov phát triển, nổi tiếng với khả năng chở hàng khi nó trở thành máy bay vận tải quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Việc phát triển An 124 bắt đầu từ năm 1971 nhằm giải quyết vấn đề của lực lượng không quân Liên Xô về khả năng vận tải hàng không hạng nặng và chuyến bay đầu tiên của nó được thực hiện vào ngày 24 tháng 12 năm 1982. Sau sự tan rã của Liên Xô, An 124 đã được sử dụng cho mục đích dân sự từ ngày 30 tháng 12 năm 1992, cho phép ứng dụng rộng rãi hơn trong các hoạt động thương mại. Máy bay được thiết kế với sạch cánh 73,3m, chiều dài 68,96m, có trọng lượng rỗng 175 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 405 tấn. Được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt Lotarev D18, An 124 có thể bay với vận tốc cực đại 865 km/h, tầm bay 5.400 km và trần bay lên đến 12.000m. Ngày 2 tháng 4, các hãng tin trích dẫn các quan chức y tế địa phương cho biết ít nhất 7 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Elabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga. Khu vực này nằm cách Moscow khoảng 650 km về phía đông và trước đây chưa từng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột ở Ukraine. Lãnh đạo của Tatarstan Rustam Manikhanov tuyên bố Elabuga và thành phố gần đó là Ninekams đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng nào. Có vẻ như mục tiêu chính của cuộc tấn công là khu công nghiệp ở Elabuga. Giám đốc điều hành của khu công nghiệp này, ông Timu Saki Valiev, cho biết hai máy bay không người lái được cho là liên quan đến vụ việc và yêu cầu Ukraine phải chịu trách nhiệm cho việc này. Ông nhấn mạnh, họ tấn công các trung tâm mua sắm ở Moscow, họ tấn công các khu dân cư ở Belgorod, họ tấn công chỗ ở của công nhân Elabuga. Đó là những người mà chúng tôi đang tiến hành chiến dịch quân sự. Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS, các bác sĩ đã xác nhận không có ai bị thương nặng, một số người được cho là không cần điều trị tại bệnh viện. Khoảnh khắc của cuộc tấn công dường như đã được một số nhân chứng ghi lại. Một đoạn video được truyền thông ở Tatarstan chia sẻ cho thấy một chiếc máy bay tương đối lớn đâm vào nóc của một tòa nhà, tạo ra một vụ nổ mạnh. Khu công nghiệp ở Elabuga là một trong những khu công nghiệp lâu đời nhất ở Nga, thường cung cấp các điều kiện đặc biệt cho các doanh nghiệp như giảm thuế và cũng là một trung tâm sản xuất ô tô lớn. Trong khi đó, một vụ tấn công khác ở Ninekams cách Elabuga khoảng 15 km về phía tây nam được cho là có sự tham gia của một máy bay không người lái nhắm vào một cơ sở công nghiệp. Thị trưởng Ramin Mulin thông báo với giới truyền thông rằng chiếc máy bay đã bị vô hiệu hóa do gây nhiễu điện tử trước khi đâm vào một nhà máy lọc dầu. Trước đó, có ít nhất 9 người bị thương do vụ tấn công vào khu vực biên giới Belgorod của Nga. Hơn 36 mục tiêu trên không đã bị lực lượng Nga đánh chặn trong cuộc tập kích này. Mặc dù vậy, cuộc tấn công đã làm hư hại một số ngôi nhà. Cửa sổ của 8 tòa nhà cao tầng ở thành phố Belgorod bị vỡ, 3 ngôi nhà nhỏ hơn cũng bị hư hại. Thống đốc địa phương cho biết, một trường học địa phương và 3 phương tiện, trong đó một chiếc bị đốt cháy hoàn toàn, hư hại sau vụ tấn công. Một số ngôi nhà bên ngoài thành phố cũng cần được sửa chữa. Trong bối cảnh quân đội Nga đang tấn công mãnh liệt vào các điểm nóng trên chiến trường, ngày 2 tháng 4, hãng tin Izvestia đã cho đăng tải một video được trích xuất từ camera UAV Nga, trong đó ghi lại hình ảnh các cuộc tấn công bằng pháo binh của lực lượng vũ trang Nga nhắm vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở Chasovka. Trong đoạn video, quân pháo binh Nga đang tham gia chiến đấu tích cực trong khu định cư. Ở cuối video, người điều khiển UAV đã chọn mục tiêu ở trung tâm thành phố.
Trước đó, cũng trong ngày 2 tháng 4, máy bay chiến đấu cường kích của Nga được cho là đã tiến gần vùng ngoại ô Chasovia và gần như đã đẩy lùi đối phương ra khỏi Budanivka. Sự kiểm soát của khu vực định cư này rất quan trọng vì nó mở ra cơ hội cho cuộc tấn công vào Slaviansk, Kramatorsk và kiểm soát hơn nữa Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Ngày 31 tháng 3, nơi tập trung bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine và một kho đạn dược dã chiến theo hướng Siversk được cho là đã bị lực lượng Nga tấn công. Lính pháo binh Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng hỏa lực vào các vị trí của Ukraine, hỗ trợ cho máy bay tấn công trong việc phá hủy các thành trì của đối phương. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay chiến đấu Nga cũng đã phá hủy một kho đạn bằng lựu pháo. Chiến dịch quân sự nhằm bảo vệ vùng Donbas đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 và hiện vẫn đang tiếp tục. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang trở nên trầm trọng hơn, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích. Ngày 1 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các bệ phóng di động của hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM JAS đã được đưa vào trực chiến ở vùng Altai. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại vùng Altai, các bệ phóng di động JAS đã được triển khai trên các tuyến đường tuần tra chiến đấu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa di động mặt đất JAS sẽ thực hiện các cuộc hành quân dài tới 100 km. Hoạt động này được nhấn mạnh là giúp kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ, cũng như vũ khí và thiết bị quân sự cho nhiệm vụ lâu dài trên thực địa. JAS ICBM, còn được gọi là RS-24, có thể được khai hỏa từ bệ phóng di động trên mặt đất hoặc bệ phóng ngầm với đa đầu đạn phân hướng MIRV. Tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ Nhật Moscow và là một biến thể nâng cấp của tên lửa Topol-M. JAS có chiều dài 17,8m, trọng lượng khoảng 46 tấn và có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Phạm vi hoạt động ước tính của tên lửa này là 12.000 km, với khả năng tác chiến độc lập, sức công phá cực mạnh. Đầu đạn mà JAS mang theo có thể bay với những quỹ đạo linh hoạt, khiến cho việc đánh chặn tên lửa này trở nên đặc biệt khó khăn. Trong bài phát biểu buổi tối ngày 1 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ ông đã tổ chức cuộc họp đặc biệt về việc hợp tác với NATO với trọng tâm là khả năng tương thích và triển vọng cho năm 2024. Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời ông Zelensky cho biết, hôm nay tôi đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về công việc của chúng tôi với Liên minh, với trọng tâm là khả năng tương thích và triển vọng trong năm nay. Tất cả các quan chức phụ trách vấn đề quốc tế của chúng tôi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhóm quốc tế của Bộ đều có mặt. Năm nay đặt ra một số câu hỏi cơ bản cho mối quan hệ giữa Ukraine và NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO trên cơ sở ưu tiên vào tháng 9 năm 2022 và đã được đảm bảo tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023 rằng quốc gia này sẽ được chấp thuận nếu đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, không có thời gian biểu nào cho việc gia nhập của Ukraine được đưa ra tại Brussels. Trong khi đó, NATO vẫn tiếp tục chỉ ra thực tế rằng việc gia nhập của Ukraine là không thể khi nước này vẫn đang trong tình trạng xung đột vũ trang. Về phần mình, Nga đưa ra các lằn danh đỏ như Ukraine không trở thành thành viên của NATO, NATO không tiếp tục mở rộng sang phía đông, những điều mà Điện Kremlin cho là đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và lợi ích chiến lược của chính quyền Moscow. Trong khi đó, Đức và nhiều nước NATO khác cũng không muốn căng thẳng với Nga. Vì thế, với những lý do này, Ukraine gần như không thể đáp ứng tiêu chí quan trọng thứ ba để gia nhập NATO, đó là sự tán thành của tất cả 30 nước thành viên. Để có thể đáp ứng được các tiêu chí để trở thành thành viên của NATO, Ukraine phải thể hiện cam kết của mình với nền dân chủ, tự do cá nhân và ủng hộ các quy định luật pháp. Hồi tháng 2 năm 2022, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ ABC, ông Zelensky cho biết, tôi đã bớt kỳ vọng vào khả năng gia nhập NATO sau khi chúng tôi hiểu rằng NATO không sẵn sàng kết nạp Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 ở Vilnius, Litva, các nhà lãnh đạo khối nói rằng vị trí chính đáng của Ukraine là trong NATO, nhưng không đưa ra các cam kết rõ ràng hoặc mô tả mốc thời gian cụ thể. Trong khi câu hỏi về tư cách thành viên của Ukraine có thể sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo vào tháng 7 năm nay, một số chính trị gia phương Tây đã cảnh báo không nên mong đợi một bước nhảy vọt lớn về vấn đề đó. Các quan chức Bộ Quốc phòng của Ukraine mới đây tuyên bố, việc thành lập Liên minh xe bọc thép sẽ đem lại nhiều lợi ích về mặt khí tài quân sự cho Kiev. Đề xuất về Liên minh xe bọc thép đã được Ba Lan và Đức đưa ra và nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia khác như Anh, Thụy Điển và Italy. Ngày 26 tháng 3, Phó Thủ tướng Ba Lan Ladislaw Kosiniak-Kami cho biết, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Warsaw để xây dựng liên minh nhằm tăng cường năng lực thiết giáp cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin TVP World của Ba Lan,
Ông Konstantin Kami cho hay, liên minh mới sẽ tập trung vào hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Song ông không tiết lộ Ba Lan có sớm gửi thêm xe bọc thép và xe tăng tới Ukraine hay không. Chia sẻ với hãng tin Sputnik, Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Earl Rasmussen nhận định, liên minh mới bao gồm việc thành lập các cơ sở sửa chữa, đào tạo kíp lái xe bọc thép và kỹ thuật viên, cũng như cung cấp vũ khí và đạn dược. Theo ông, đây không phải là liên minh đầu tiên được các nhà tài trợ phương Tây ủng hộ Ukraine thành lập. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nỗ lực này có thể khó có thể tác động đến tình hình trên tuyến đầu tiên trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Rasmussen nói, có thể liên minh sẽ cung cấp một số khóa đào tạo chung, nhưng điều đó đáng lẽ phải được thực hiện từ trước. Rất nhiều chuyện có thể được thực hiện trong 4 hoặc 8 năm qua, nhưng chúng đã không được thực hiện, nên sẽ không thể tác động đến diễn biến và kết quả của cuộc xung đột. Theo ông, các nhà thầu quốc phòng phương Tây như Rheinmetall từng công bố nhiều kế hoạch như thiết lập cơ sở sản xuất ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng những ý tưởng này mang theo rủi ro và chi phí lớn khi phải đối mặt với mối đe dọa thường xuyên từ các cuộc tấn công của Nga. Cựu tướng quân đội Mỹ cho hay, sẽ có những tổn thất tài chính và con người. Những sáng kiến này đều không thể tác động đến kết quả xung đột. Thật không may, nhiều chính trị gia vẫn chưa hiểu điều đó. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Mỹ cùng các đồng minh NATO tại châu Âu đã chuyển sang vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ và đã thành lập nhiều liên minh nhằm hỗ trợ Kiev. Tuy nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phương Tây, nhưng năng lực chiến đấu của quân đội Ukraine vẫn chưa thể sánh ngang với quân đội Nga. Cụ thể, Kiev vẫn đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và vũ khí, khiến các binh sĩ Ukraine không thể tấn công những mục tiêu của Nga. Hồi tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận, hàng ngày quân đội nước này đang bắn số đạn dược chỉ bằng 1/3 so với Nga. Dù Ukraine đang tự sản xuất thêm các loại vũ khí, nhưng cũng không thể so sánh với tốc độ và quy mô lớn như Nga. Trong tháng 2 năm 2024, Nhà Trắng cho biết chính sự thiếu thốn của Ukraine đã giúp quân đội Nga đạt được ưu thế lớn đầu tiên sau nhiều tháng. Tuyên bố này đề cập đến việc quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát thành phố Avdiivka trong khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Trong khi gói viện trợ bổ sung 60 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Joe Biden đề xuất hỗ trợ cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022, phương Tây đã dồn dập áp lệnh trừng phạt lên Moscow nhằm gây áp lực khiến nước này dừng cuộc chiến. Tính đến cuối năm ngoái, Nga đã bị áp ít nhất 17.500 lệnh trừng phạt, trở thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất thế giới. Ngày 1 tháng 4, tạp chí Phố Quân đưa tin, Nga được cho đang sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây và mua vũ khí cũng như các bộ phận của máy bay không người lái. Tạp chí Phố Quân dẫn nguồn tin nói rằng, các bên trung gian Nga đã sử dụng tiền điện tử tệ thơ có thể quy đổi ra đô la Mỹ để mua vũ khí. Đây là một trong những đồng tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất thế giới. Theo tờ báo Mỹ, tệ thơ đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cỗ máy quân sự của Nga vì người giao dịch đồng tiền này có thể ẩn danh một cách tương đối, trái ngược với các ngân hàng thông thường. Tạp chí Phố Quân cho biết, các nhà nhập khẩu thường chuyển khoản bằng đồng rúp vào tài khoản ngân hàng Nga do những người trung gian điều hành. Những người này chuyển đổi đồng rúp thành tệ thơ và thanh toán bằng nội tệ cho các nhà cung cấp nước ngoài của họ ở những nơi như châu Á và Trung Đông. Một người trung gian nói với tạp chí Phố Quân rằng, nhân vật này đã thực hiện một đơn đặt hàng cho một doanh nghiệp Nga, một công ty con của tập đoàn Kalashnikov mà anh ta từ chối tiết lộ tên. Theo đơn hàng mà báo Mỹ tiếp cận được, có 248 loại linh kiện điện tử, bao gồm các phiên bản của bộ vi điều khiển STM-32 do một nhà sản xuất chất bán dẫn Thụy Sĩ chế tạo. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã tìm ra STM-32 trong các máy bay không người lái Lancet sản xuất bởi Zala Aero, một công ty con của Kalashnikov. Tờ báo Mỹ cho biết, hàng hóa được thanh toán bằng Tether chuyển từ Hồng Kông qua Trung Á rồi tới Nga. Nhiều linh kiện điện tử của máy bay không người lái được phân loại là hàng hóa có công dụng kép, nghĩa là chúng sử dụng được cho mục đích quân sự và dân sự. Điều này khiến cho việc phát hiện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine, Nga được cho là đang chiếm ưu thế áp đảo về tiềm lực quân sự. Trong hơn 2 năm qua, Nga đã tăng cường hoạt động sản xuất vũ khí. Các chuyên gia phương Tây đánh giá rằng hoạt động sản xuất vũ khí của Nga đã tăng đáng kể, vượt mức trước năm 2022, bất chấp họ phải chịu hàng nghìn lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tiết lộ nước này đã tăng cường sản xuất vũ khí gấp nhiều lần trong năm qua, sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. Hồi đầu năm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivorubko cho biết lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Ông cho biết thêm, con số này cao gấp nhiều lần so với 2 năm trước.
Cho đến nay, Nga được cho là đã sử dụng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bao gồm cả Liên Xô trong quá khứ. Từ ngôn từ và giọng điệu được sử dụng để phản ứng của Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí Ukraine đều cho thấy sự bất mãn khi Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn thời gian hoạt động của nhóm chuyên gia độc lập giám sát Triều Tiên. Nhóm chuyên gia này được thành lập theo nghị quyết số 1718 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2006 với nhiệm vụ giám sát việc Triều Tiên tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Thời gian hoạt động của nhóm chuyên gia độc lập đã được gia hạn nhiều lần đến thời điểm hiện tại, đương nhiên với sự đồng ý của cả Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong lần gia hạn gần đây nhất, Nga phản đối và Trung Quốc chọn lựa bỏ phiếu trắng. Vì không được Nga đồng ý gia hạn thời gian hoạt động thêm lần nữa, nên nhóm này tự giải tán vào ngày 30 tháng 4 tới. Nhiệm vụ hàng năm của nhóm chuyên gia là phải báo cáo cho Hội đồng Bảo an 2 lần. Trong bản báo cáo mới nhất, nhóm đã đề cập đến một số vấn đề gây bất lợi trực tiếp cho cả Nga và Triều Tiên. Điều này là giọt nước tràn ly, khiến Nga không thể không xóa sổ nhóm chuyên gia này. Báo cáo chỉ ra rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục phóng tên lửa và nhập khẩu dầu mỏ vượt quá mức quy định của Liên Hợp Quốc, cũng như đề cập đến việc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ vậy, nhóm không bổ sung nội dung của Nga và Trung Quốc về định kỳ hàng năm xem xét lại những biện pháp chính sách của trừng phạt Triều Tiên. Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên hiện đang được đánh giá là rất tốt đẹp. Triều Tiên thực tế đã trở thành một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nga. Điều này khiến Ukraine và các quốc gia phương Tây cảm thấy lo lắng khi Nga nhận được sự hỗ trợ quân sự từ cả Trung Quốc và Triều Tiên, bao gồm cung cấp tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí. Hoạt động của nhóm chuyên gia độc lập không chỉ gây thiệt hại cho Triều Tiên mà còn bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến Nga. Vì vậy, điều này giúp làm rõ tại sao Nga đã phản đối dự thảo về việc gia hạn thời gian hoạt động của nhóm chuyên gia độc lập đó từ Hội đồng Bảo an. Hành động của Nga không chỉ là để bảo vệ lợi ích của Triều Tiên mà còn để ngăn chặn các tổn thất trực tiếp đối với quốc gia này. Hội đồng Bảo an có 5 thành viên có quyền phủ quyết. Mặc dù Mỹ, Anh và Pháp đã chỉ trích Nga mạnh mẽ, nhưng thực tế là cho đến nay, họ vẫn đã hành động như cách Nga vẫn thường làm, tức là bỏ phiếu thuận khi có lợi cho họ và đồng minh và phản đối ngay lập tức khi thấy bất lợi. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, Liên Xô trong quá khứ và Nga hiện nay đã sử dụng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an nhiều nhất, sau đó đến Mỹ. Trong tổng số hơn 90 lần Mỹ dùng quyền phủ quyết, hơn một nửa có liên quan thuần túy đến Israel. Hiện tại, giữa Nga với phương Tây có cuộc đối đầu không khoan nhượng. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an là sân chơi quyền lực và ảnh hưởng đặc quyền của các thành viên thường trực, nên chuyện các thành viên này đoàn kết thống nhất chỉ rất hãn hữu. Ngày 4 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cần sản xuất chính xác những gì cuộc chiến yêu cầu với số lượng cần thiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, quan chức quân đội và chính phủ Ukraine đã tiến hành cuộc thảo luận cẩn thận về các loại máy bay không người lái UAV, từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đến máy bay không người lái chiến đấu của Ukraine. Theo nhận định của các quan chức Ukraine, UAV đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc làm suy yếu tiềm năng quân sự của Nga ở phía sau tuyến địa phương. Ông Zelensky cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta phải sản xuất chính xác những gì cuộc chiến yêu cầu với số lượng cần thiết và kịp thời. Rõ ràng máy bay không người lái sẽ là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi trong cuộc chiến này. Máy bay không người lái Ukraine, chiến thắng của Ukraine. Cùng với đó, theo ông Zelensky, cuộc họp của các quan chức Ukraine cũng tập trung vào việc thảo luận về hệ thống tác chiến điện tử. Ông nhấn mạnh, chúng ta hiện có một số lượng đáng kể các sản phẩm của Ukraine và các nhà sản xuất của chúng ta đặt quyết tâm cao độ trong việc tăng cường khả năng phòng thủ bằng tác chiến điện tử. Chúng ta đang cung cấp các nguồn lực nhà nước ở mức tối đa và đang nghiên cứu các giải pháp toàn diện. Các giải pháp sẽ cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho toàn bộ mặt trận. Tổng thống Zelensky cũng cho biết rằng tất cả các cá nhân trong chính phủ, lực lượng quốc phòng và an ninh Ukraine đều hiểu rõ nhiệm vụ của họ trong chương trình máy bay không người lái. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, thời gian và hiệu quả trong việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất quan trọng và tôi dành lời khen cho tất cả những người làm việc hiệu quả 100% trong lĩnh vực này. Hồi tháng 3 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Hanna Hovodia tiết lộ, nước này dự kiến sản xuất 2 triệu máy bay không người lái trong năm nay. Bà cho biết các công ty Ukraine hiện đang có khả năng sản xuất tới 150.000 UAV mỗi tháng. Hiện có khoảng 200 công ty tại Ukraine tham gia vào sản xuất máy bay không người lái. Trong số đó có 60 công ty đã nhận đơn hàng từ chính phủ. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết Ukraine đang định vị mình là quốc gia hàng đầu toàn cầu về công nghệ không người lái, với việc UAV trở thành vũ khí quan trọng trong các cuộc chiến đấu hiện đại. Ông bày tỏ niềm tin rằng trong năm nay, Ukraine sẽ sản xuất hơn 1 triệu máy bay không người lái FPV
và hàng nghìn chiếc có khả năng bay hơn 1.000 km có thể tiếp cận các nhà máy lọc dầu ở Nga. Tổng thống Zelensky cũng đã ra chỉ thị yêu cầu Ukraine thành lập một lực lượng chuyên về vũ khí không người lái. Trong khi đó, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov thừa nhận việc thành lập một lực lượng vũ khí không người lái riêng biệt sẽ đem lại động lực mạnh mẽ cho sự phát triển công nghệ của quân đội. Ông Fedorov cho biết, trong năm qua, vũ khí không người lái đã về cơ bản thay đổi tình hình trên chiến trường, có hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và hỗ trợ các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, vũ khí không người lái nội địa cùng với vũ khí nhận từ đối tác quốc tế đã trở thành vũ khí chủ chốt trong cuộc chiến chống lại Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Một vụ bê bối mới đang xuất hiện ở Ba Lan khi Bộ Quốc phòng nước này đột ngột sa thải tướng cấp cao Jarolo Gomazinki khỏi vị trí chỉ huy Eurocorp. Lý do cho việc sa thải này là do một cuộc điều tra đang được tiến hành theo đạo luật thông tin mật của Ba Lan. Theo báo chí Đức, các cáo buộc chống lại tướng này liên quan đến hoạt động gián điệp. Eurocorp được thành lập vào năm 1992 là một cơ cấu quân sự phản ứng nhanh bởi Đức và Pháp. Trong 4 năm tiếp theo, các quốc gia thành viên khác như Bỉ, Tây Ban Nha và Luxembourg được biết đến là các quốc gia theo dõi đã gia nhập. Eurocorp có thể được sử dụng trong các hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu, NATO và Liên Hợp Quốc, bao gồm các nhiệm vụ nhân đạo và cứu hộ, cũng như các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và hỗ trợ hòa bình. Tướng Jarolo Gomazinki là người Ba Lan đầu tiên giữ chức chỉ huy của Eurocorp. Trong thời gian phục vụ tại Đức, ông chịu trách nhiệm đào tạo quân nhân Ukraine. Ông Gomazinki chỉ mới tiếp quản Eurocorp vào cuối tháng 6 năm 2023 và chỉ mới đảm nhiệm chức vụ này chưa đầy một năm. Tuần trước, cơ quan phản gián quân sự Ba Lan đã khởi xướng một vụ kiện chống lại tướng này sau khi nhận được thông tin mới về ông. Trong khi đó, một sĩ quan khác, nguyên phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan, trung tướng Pio Blazers, đã được bổ nhiệm ngay lập tức vào chức vụ trung tướng, thay thế Jarolo Gomazinki. Về lý, ông Jarolo Gomazinki từ chức khẩn cấp. Các nguồn tin chỉ đề cập rằng quyết định này được đưa ra theo luật bảo vệ Tổ quốc ngày 11 tháng 3 năm 2022 mà không có bất kỳ chi tiết nào. Cơ quan phản gián quân sự Ba Lan cũng cho biết quy trình xác minh có thể mất đến 6 tháng để hoàn thành. Trong các trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn thêm 6 tháng nếu cần. Những thông tin này được công bố trên các phương tiện truyền thông trở nên ngày càng quan trọng hơn. Truyền thông Đức đưa tin rằng quyết định liên quan đến tướng Ba Lan có thể liên quan đến việc lộ mạng lưới ảnh hưởng của Nga. Điều này dẫn đến kết luận rằng có nghi ngờ về hoạt động gián điệp của quân đội. Tuy nhiên không rõ liệu đây là về chức vụ mới nhất của Gomazinki hay về các hoạt động trước đó của ông, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine. Đáp trả tin đồn này, ông Gomazinki đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội khẳng định ông không có gì để tự trách mình. Biên tập viên tạp chí hàng tháng Nova Technica Wokoma Mariu Sienma chỉ ra rằng ai đó muốn vị tướng này trở về nước. Một quan điểm liên quan đến vấn đề chính trị cũng đã được đề xuất bởi tướng Roman Polko, cựu chỉ huy đơn vị Grom, khi ông cho rằng cách xử lý việc sa thải ông Gomazinki thật kỳ lạ và thậm chí là đáng nghi. Ông nhận định, các quân nhân phương Tây khi nhìn vào băng truyền từ chức và đề cử này, tự hỏi điều gì quyết định họ, đó là vấn đề thực chất hay Ba Lan đang giới thiệu các ứng cử viên của đảng vào các cơ cấu quốc tế. Ông cũng cho biết, bằng cách này, các chính trị gia sẽ làm hoen ố danh tiếng của chúng tôi trong môi trường quân sự quốc tế. Vì vậy, không loại trừ khả năng vụ việc có thể liên quan đến sự thay đổi trong chính phủ Ba Lan. Chính xác hơn là với mong muốn của Thủ tướng Donald Tusk tiến hành đổi mới toàn diện nhân sự, loại bỏ nhân sự của chính quyền trước đây. Bởi vì trong trường hợp đó, điều đó có thể tạo ra vấn đề cho sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Ukraine, cũng như sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ của Ba Lan với các đối tác quốc tế. Ngày 2 tháng 4, trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Argumenti 1, Fakti, Thư ký Hội đồng An ninh Nga ông Nikolai Patrushev đã cáo buộc NATO đang hỗ trợ Kiev trong việc tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ của Moscow. Ông Patrushev nhấn mạnh, NATO thực tế đã là một bên trong xung đột Ukraine và tích cực tham gia tổ chức các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga. Theo ông Patrushev, kể từ khi thành lập vào năm 1949, NATO đã thể hiện mình là một nguồn gốc của hiểm họa, khủng hoảng và xung đột. Ông nói thêm, NATO đưa ra các quyết định tập thể về việc cung cấp vũ khí mới được cải tiến về tính năng và tầm bắn. Huấn luyện viên đến từ nhiều quốc gia thành viên NATO đang đào tạo lính đánh thuê và những kẻ phá hoại để họ tham gia hoạt động chống lại Nga. Ông Patrushev đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh Nga cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tầm xa để tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy, cơ sở lọc dầu ở Cộng hòa Tatarstan, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 1.000 km. Đây được xem là vụ tập kích UAV xa nhất mà Ukraine từng thực hiện nhằm vào lãnh thổ Nga. Trong năm 2023, Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm đánh bom,
cơ sở lọc dầu và nhà máy sản xuất vũ khí bằng cách sử dụng UAV và pháo kích khu vực biên giới. Tổng thư ký NATO gần đây đã bày tỏ rằng Ukraine đã có quyền tự vệ bằng cách tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, kể cả bằng vũ khí được phương Tây cung cấp. Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thông báo rằng một số quân nhân NATO đã xuất hiện ở Ukraine, và ông cảnh báo rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra Thế chiến III. Trong khi đó, NATO lại cho rằng xung đột ở Ukraine là minh chứng cho việc Nga đang là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Ông Patrushev là một trong những quan chức có quan điểm cứng rắn nhất ở Điện Kremlin, mô tả NATO là công cụ của Mỹ. Nước muốn xóa sổ Nga và đánh cắp nguồn tài nguyên của nước này, ông Patrushev nhấn mạnh. Mục tiêu chiến lược của Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác là khiến Nga, đối thủ kinh tế và chính trị của họ, bị suy yếu, đồng thời loại đất nước chúng tôi khỏi bản đồ chính trị thông qua việc chia cắt. Hiện tại cả NATO và Ukraine đều chưa bình luận về tuyên bố của ông Patrushev. NATO được thành lập theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ký vào ngày 4 tháng 4 năm 1949, bao gồm 12 quốc gia sáng lập. Liên Xô và 7 quốc gia Đông Âu sau đó cũng thành lập khối Hiệp ước Warsawa vào năm 1955 như một đối trọng. Sau sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991, khối Warsawa đã giải tán, trong khi NATO tiếp tục mở rộng về phía đông. Trong 20 năm tiếp theo, tất cả các đồng minh trước đây của Nga trong khối Hiệp ước Warsawa đã trở thành thành viên của NATO. Liên minh hiện có tổng cộng 31 thành viên, trong đó một số quốc gia có đường biên giới chung với Nga. Mỹ và các đồng minh của họ coi Nga là một đối thủ, nhưng họ phủ nhận ý định xóa sổ nước này. Trong khi đó, ông Patrushev cho biết NATO đã tăng cường sức mạnh quân sự một cách có tổ chức dọc theo biên giới của Nga, từ biển Barents đến biển Đen, và tổ chức các cuộc tập trận gần lãnh thổ Nga. Trước đó, Phó trưởng đoàn thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky đã yêu cầu cơ quan này triệu tập cuộc họp để thảo luận về những phát biểu từ Tổng thống Emmanuel Macron liên quan đến đề xuất NATO đưa lực lượng vào Ukraine. Ông Polyansky cho rằng các tuyên bố NATO đưa ra liên quan xung đột Ukraine là vô nghĩa, trong khi đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Nicolas de Rive trong phát biểu tại phiên họp gần đây của Đại hội đồng không đề cập gì đến ý tưởng của ông Macron về đưa lực lượng phương Tây tới Ukraine. Tuy nhiên mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia khẳng định tất cả quốc gia thành viên NATO đều có nhân viên quân sự hiện diện ở Ukraine, song lực lượng này sẽ không tham gia vào cuộc chiến chống Nga. Ông cho biết các quân nhân NATO đang hoạt động tại Ukraine với tư cách là cố vấn và đang tham gia huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine ở Ba Lan, Anh, Estonia. Bên cạnh đó, ông Pesco khẳng định không có chuyện binh sĩ NATO trực tiếp tham chiến ở Ukraine nhằm chống lại Nga. Ông nhấn mạnh, kịch bản này đã bị loại trừ. Ngày 2 tháng 3 theo AP đưa tin, để chuẩn bị cho nội dung của hội đàm sắp tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné và người đồng cấp nước chủ nhà vừa nghị đã tập trung bàn về các chủ đề quan trọng như thương mại và tình hình Nga-Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné nhắc lại nhiều quan điểm đã được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra, bao gồm cả Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần trước, về các bước đi cần thiết để tái cân bằng mối quan hệ đối tác kinh tế. Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, ông Stéphane Séjourné nhấn mạnh, đây là ưu tiên hàng đầu của Pháp cũng như các nước châu Âu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp nói. Liên minh châu Âu-EU là một thị trường rất cởi mở nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thâm hụt hiện tại với một số quốc gia nhất định bao gồm Trung Quốc đang ở mức không bền vững đối với chúng tôi. Giới chức châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng làn sóng xe điện giá rẻ do Trung Quốc sản xuất có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất và thay thế việc làm ở châu Âu. Hiện EU đang điều tra xem liệu trợ cấp của chính phủ Trung Quốc cho xe điện có mang lại lợi thế không công bằng cho các nhà xuất khẩu ô tô Trung Quốc hay không. Trong khi đó, các công ty châu Âu hoạt động tại Trung Quốc cũng đang phàn nàn rằng những thay đổi gần đây về luật an ninh quốc gia Trung Quốc đã khiến hoạt động đầu tư, kinh doanh trở nên khó khăn hơn. Đề cập đến tình hình Ukraine, ông Stéphane Séjourné cho biết, Pháp quyết tâm duy trì đối thoại chặt chẽ với Trung Quốc để góp phần tìm ra con đường dẫn đến hòa bình lâu dài ở Ukraine. Về phía Trung Quốc, các quan chức đã nêu quan điểm về chiến lược giảm thiểu rủi ro mà EU đang theo đuổi, nhằm đảm bảo rằng khối này không phụ thuộc quá mức vào bất kỳ quốc gia nào về nguồn cung cấp và khoáng sản quan trọng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị bày tỏ sự thông cảm đối với quan điểm của châu Âu, nhưng ông hy vọng điều này không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý kinh doanh của cả hai phía, ông Vương Nghị nhấn mạnh. Tôi tin rằng thực tế đã và sẽ tiếp tục chứng minh rằng Trung Quốc tạo ra cơ hội cho châu Âu thay vì rủi ro, hai bên là đối tác chứ không phải đối thủ. Ông Vương Nghị cũng nói rằng Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu thêm các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao của Pháp và đang nỗ lực giải quyết những lo ngại mà các công ty châu Âu nêu ra, bao gồm cả các hạn chế về chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm Pháp vào đầu tháng 5 tới. Chuyến đi đầu tiên của ông tới châu Âu kể từ đại dịch COVID-19 diễn ra trùng với dịp Trung Quốc và Pháp
kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mỗi năm, Nhật Bản ghi nhận hàng nghìn Suhatsu, những người đột nhiên bốc hơi không để lại dấu vết, cắt đứt mọi liên lạc xã hội. Tại thành phố cảng Osaka của Nhật Bản, khu ổ chuột Kamagasaki, còn được gọi là Arinchiku, nổi tiếng là nơi ẩn náu của những người không muốn ai tìm thấy mình. Trong khu ổ chuột này, những người mới đến có thể thuê nhà với giá rất rẻ, kiếm sống bằng những công việc lao động chân tay. Khu ổ chuột này được coi là thiên đường của các Suhatsu, nghĩa là những người bốc hơi biến mất không dấu vết trong tiếng Nhật. Thuật ngữ này xuất hiện từ những năm 1960, khi nhiều người chọn biến mất để bỏ vợ hoặc chồng nhanh chóng và dễ dàng, thay vì phải trải qua các thủ tục ly hôn phức tạp. Giờ đây, ngày càng nhiều người chọn bốc hơi ở những khu vực như Kamagasaki, nơi họ có thể đổi tên họ, cắt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè, biến mất khỏi cuộc sống cũ theo đúng nghĩa đen để bắt đầu cuộc sống mới. Nhà xã hội học Hiroki Nakamori nói với BBC rằng, vì người Nhật rất coi trọng quyền riêng tư, các Suhatsu có thể sống nó mình hoàn toàn mà không ai phát hiện được. Khi gia đình trình báo có người mất tích, cảnh sát sẽ không cung cấp cho họ bất kỳ thông tin nào. Nhà xã hội học Nakamori cho biết, cảnh sát sẽ không can thiệp trừ khi có lý do khác như người mất tích phạm tội hay tai nạn. Tất cả những gì người thân có thể làm là trả thật nhiều tiền thuê thám tử tư hoặc chờ đợi. Một trong số những người bốc hơi như vậy là ông Masashi Tanaka. Ông đã quyết định biến mất sau thời gian giải thụ án tù. Ông kể rằng, sau khi vào tù, mẹ ông nói, mẹ coi con như không còn sống nữa rồi, đừng viết thư cho mẹ nữa. Không lâu sau khi ra tù, ông Tanaka đến khu ổ chuột Kamagasaki và sống một mình. Trong thông cáo thường niên công bố tháng 6 năm 2023, cảnh sát Nhật Bản cho hay, gần 85.000 người Nhật đã mất tích vào năm 2022. Trong 10 năm trước đó, Nhật Bản ghi nhận trung bình 83.283 người mất tích mỗi năm, trong đó số lượng đàn ông luôn cao hơn phụ nữ. Rất nhiều người mất tích ở Nhật Bản chọn cố tình bốc hơi, không để ai biết. Nhiều trường hợp liên quan đến chuẩn mực văn hóa, vai trò giới, kỳ vọng xã hội. 40 năm trước, khi Kazuko Mamoto đang học năm cuối đại học, bố dượng của cô đã âm thầm bán nhà, xe. Trong đêm, gia đình chất đồ đạc lên xe tải, nói với hàng xóm rằng Yamamoto sẽ chuyển tới một căn hộ gần trường. Tuy nhiên, không chỉ Yamamoto chuyển đi, mà cả gia đình đã lặng lẽ biến mất trong đêm. Bố dượng đã dẫn cô cùng ông, bà mẹ bí mật chuyển đến nơi ở mới tại khu vực khác trong thành phố. Nhiều người biến mất vì nợ nần, có gia đình lại muốn cắt quan hệ với gia đình. Sugimoto, 42 tuổi, đột ngột rời thị trấn quê nhà trước áp lực tiếp quản công việc kinh doanh gia đình. Anh tới Tokyo thuê căn hộ tại khu nhà được điều hành bởi Saita, một phụ nữ cũng biến mất cách đây 17 năm để thoát khỏi người chồng tệ bạc. Ngoài ra, cũng có người chọn biến mất vì trượt một kỳ thi, mất việc, gặp rắc rối tài chính. Bố dượng của Yamamoto từng điều hành một công ty kiến trúc ăn nên làm ra, nhưng rồi vỡ nợ do bảo lãnh giấy nợ cho một người họ hàng. Yamamoto kể, ông ấy quyết định nộp đơn xin phá sản công ty và bỏ đi cùng cả nhà, không ai biết chúng tôi ở đâu. Cô cũng cho biết có thời điểm các chủ nợ còn tìm đến trường cô để đòi nợ bố dượng. Nhu cầu biến mất như vậy đã dẫn tới sự xuất hiện của các dịch vụ chuyển nhà ban đêm, đặc biệt nở rộ khi bong bóng kinh tế Nhật Bản vỡ vào những năm 1990. Một công ty chuyển nhà vào ban đêm cho hay giá dịch vụ khoảng 300 đến 2.000 đô la Mỹ, tùy vào thời điểm và khoảng cách. Giá chuyển nhà sẽ cao hơn nếu khách hàng đi cùng trẻ nhỏ hoặc chủ nợ. So Hattori là người điều hành một công ty chuyển nhà phục vụ các Suhatsu nói, ban đầu tôi nghĩ khó khăn tài chính là nguyên nhân duy nhất khiến người ta biến mất, nhưng sau này phát hiện ra rằng còn nhiều lý do xã hội. Những gì chúng tôi làm là hỗ trợ mọi người bắt đầu cuộc sống thứ hai. Nhà nghiên cứu Nhật Bản Paul Osea tại Đại học Lund, Thụy Điển, nhận định nhiều người Nhật luôn có cảm giác bị kỳ thị khi không thể tự lo cho bản thân. Thậm chí các nhà quan sát cho rằng chính phủ Nhật sử dụng tâm lý này như một chiến thuật để tiết kiệm ngân sách an sinh xã hội, bởi trước khi xem xét đơn xin trợ cấp, giới chức sẽ tiếp cận gia đình người nộp đơn để hỏi liệu họ có thể tiếp tục hỗ trợ về kinh tế hay tinh thần cho người này hay không. Chuyên gia Paul giải thích, phải sống dựa vào trợ cấp ở Nhật Bản bị xem là thất bại, điều này đã thúc đẩy nhiều người tìm đến biện pháp bốc hơi để giải tỏa áp lực. Theo ông Paul, quan niệm về vai trò giới tính truyền thống trong xã hội có thể là nguyên nhân thúc đẩy nỗi kỳ thị này. Dù xã hội Nhật đang dần thay đổi, nhưng đàn ông luôn được coi là trụ của gia đình và phải đảm bảo chu cấp cho các thành viên trong gia đình. Ông Paul nói, nhiều nam giới Nhật làm những công việc lương thấp không ổn định, không đáp ứng được kỳ vọng chăm lo cho gia đình. Ông cho biết đây có thể là lý do số nam giới biến mất thường cao hơn phụ nữ, trong khi nhiều Suhatsu không bao giờ được tìm thấy. Gia đình Yamamoto cuối cùng bị chính quyền phát hiện sau khi bố dượng cô yêu cầu giới chức địa phương không công khai địa chỉ gia đình. Bố dượng Yamamoto bị xử phạt và tước quyền bầu cử trong 2 năm. Người đàn ông này cuối cùng đã trả xong nợ, dù hiện họ hàng, bạn bè, láng giềng vẫn không biết tung tích của ông ở đâu. Yamamoto nói, chúng tôi đã bốc hơi nhưng không ai mới tiếp xúc với gia đình biết điều đó. Đối với họ, chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường chuyển đến sống cạnh nhà.
Tuy nhiên, đối với nhiều người có thân nhân biến mất, quá trình tìm kiếm rất mệt mỏi và đau khổ. Một người phụ nữ giấu tên chia sẻ, tôi bị sốc kể từ khi con trai 22 tuổi bỏ đi và cắt mọi liên lạc. Nó biến mất sau 2 lần bỏ việc, chắc chắn cảm thấy xấu hổ vì thất bại của mình. Giờ đây, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ xem liệu con trai mình còn sống hay không. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ có chuyến công du tới Pháp và Bỉ, với chương trình nghị sự chủ yếu tập trung vào các vấn đề nóng như viện trợ cho Ukraine, xung đột ở Gaza và kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chuyến thăm lần này đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của Ngoại trưởng Blinken tại Pháp sau gần 2 năm, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn đang tiếp diễn và không có dấu hiệu nào cho thấy sự kết thúc sớm và Ukraine đang thúc giục các nước phương Tây tăng cường viện trợ quân sự. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Washington. Pháp là một trong những nhà cung cấp chính về khí tài quân sự cho Ukraine, trong khi Mỹ là nước tài trợ quan trọng cho Kiev, nhưng gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được Quốc hội nước này thông qua. Tại Pháp ngày 2 tháng 4, Ngoại trưởng Blinken có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron để bàn bạc về các cuộc khủng hoảng quốc tế, trong đó tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine và giải Gaza. Bên cạnh đó, ông Blinken cũng sẽ tiến hành cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Stéphane Séjourné. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết hai bên sẽ thảo luận về chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7 tới, cũng như các tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông, Ukraine và Sudan. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken và các nhà lãnh đạo Pháp sẽ đánh giá kết quả của hội nghị quốc tế do Pháp tổ chức vào tháng 2 nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Trong chuyến thăm này, ông Blinken cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu sẽ thăm một nhà máy thuộc Tập đoàn Quốc phòng Pháp Đức KNDS và gặp lãnh đạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, bà Audrey Azoulay tại trụ sở của tổ chức này. Sau khi rời Paris, Ngoại trưởng Blinken sẽ tiếp tục hành trình đến Brussels để tham dự các cuộc họp của các ngoại trưởng NATO vào ngày 4 tháng 4, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh tại Washington vào tháng 7 tới. Ông cũng dự kiến có cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu-EU và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Sau vụ sập cầu ở Mỹ tuần trước, ngày 1 tháng 4, cảng Baltimore đã mở một kênh tạm thời nhằm giải phóng một số tàu lai dắt và xà lan bị mắc kẹt. Tuyến đường vận chuyển của cảng Baltimore bị chặn sau khi một tàu chở container bị mất điện va chạm với trụ cầu Francis Scott Key hôm 26 tháng 3, khiến cây cầu sụp đổ xuống sông Patapsco. Quan chức cho biết việc khôi phục hoạt động vận chuyển thương mại vẫn gặp khó khăn. Một nhóm khắc phục sự cố do lực lượng tuần duyên Mỹ và tiểu bang Maryland dẫn đầu đã được giao nhiệm vụ nhanh chóng mở lại cảng lớn nhất nước này để thông đường cho các phương tiện vận tải biển. Giới chức cho biết để thực hiện điều này, trước tiên cần giải thoát tàu chở hàng Dali bị mắc kẹt dưới mảnh vỡ cầu thép cùng với 4.000 container bị mắc kẹt trên tàu kể từ vụ tai nạn. Các nhân viên cứu hộ cần tới 10 giờ để cắt và loại bỏ từng khối cấu kiện nặng 200 tấn. Trong một cuộc họp báo, Thống đốc bang Maryland Westmore tuyên bố, chúng ta đang nói về một thứ có kích thước gần bằng tượng nữ thần tự do. Rõ ràng, quy mô của dự án này là khổng lồ và ngay cả những nhiệm vụ nhỏ nhất cũng rất lớn. Chuẩn đô đốc lực lượng tuần duyên Mỹ Shannon Gingrich nhận định dưới mặt nước, công việc thậm chí còn phức tạp hơn nhiều so với dự định vì thép xoắn bị che khuất bởi vùng nước đục ngầu và tối tăm do khối lượng lớn mảnh vụn. Bà Gingrich chia sẻ, những dầm cầu này về cơ bản xoắn vào nhau và đan cài, khiến rất khó tìm ra nơi cần cắt để chúng tôi có thể chia nhỏ thành các khối cấu kiện có kích thước phù hợp để nâng chúng lên khỏi mặt nước. Các quan chức từ chối đưa ra ước tính về thời gian cần để hoàn toàn thông đường lại. Ngày 1 tháng 4, giao thông đã được phục hồi khi các đội cứu hộ mở một kênh tạm thời với độ sâu giới hạn là 3,35 mét ở phía bắc của đống đổ nát. Tàu đầu tiên đi qua kênh này là một tàu lai dắt một xà lan cung cấp nhiên liệu máy bay cho Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng tuần duyên thông tin trên Facebook. Thống đốc Mò cũng cho biết kênh tạm thời thứ hai ở Việt Nam với độ sâu từ 4,6 mét đến 4,9 mét sẽ được mở trong những ngày tới. Chuẩn đô đốc Gingrich cho biết sau khi các mảnh vụn được dọn sạch, kênh thứ ba có độ sâu từ 6,1 mét đến 7,6 mét sẽ cho phép hầu hết các phương tiện lai dắt và xà lan ra vào cảng. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trực tiếp xem xét quá trình phục hồi vào ngày 5 tháng 4 khi ông tới Baltimore. Cầu Francis Scott Key là tuyến đường cao tốc chính bắc qua bến cảng Baltimore. Vụ sập cầu khiến một trong những cảng bận rộn nhất ở bờ đông của Mỹ phải tạm thời phong tỏa. Theo các nhà phân tích, vụ tai nạn có thể khiến các công ty bảo hiểm phải bồi thường lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế và chuyên gia cho rằng vụ việc không gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trong chuỗi cung ứng của Mỹ hay làm giá hàng hóa tăng vọt do năng lực dồi dào tại các trung tâm vận chuyển đối thủ dọc theo bờ đông.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, chính phủ liên bang sẽ thanh toán toàn bộ chi phí xây dựng lại cầu Francis Scott Key. Tổng thống Biden tuyên bố, sẽ mất một thời gian. Tuy nhiên, người dân Baltimore có thể tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiên trì thực hiện từng bước cho đến khi cảng được mở cửa trở lại và cây cầu được xây dựng lại.